Bà tôi xin nhấn chi tiết một tí, bà tiết cầm một chiếc chi bà tiết à dì à kênh đồng bốn kế đại cầm hồn BYD xâm phố chụp lệ ca nơi rụt dân à kỳ sinh ni thâm mấy sạc sạc xích lý của sạc của muối đại chi bà phết rụt dân pick up đò bà đò miên là cầm lăng ọ chà bà nơi tháng ngày đi mà phê bà mùi khai tổ lạc cho năm bì bòn mà phê buồn bà cầm hồn BYD nâng cầm hồn Harmony ô tô bàn trạc cả khả nìa bác xâm phố chụp lời cá nơi rụt dân pick up ở kỳ sinh đi bà phê sạc bà mùi nơi lờ tật đây nơi bà tế công bà chía đỏ trà vì thế xâm phố chụp lời cá nơi rụt dân đỏ tùm đợp lý mình trầm tại chú rù vòng hãnh nơi mốc nghi lọ cho nâng ca ra chả ná bà cọp đợp hiếp chân này bà đất bà phê sạc sách phần nộp tì thèm thèm ảnh nhát ở tốt sinh kịch chuẩn từ tù bán nửa bọt phía sau dạng bình linh bí phiếp chỉ nẹ đặc nôn phần này phải chạy cầm chia rồi bọc rộng bọn bì vầy đi phòng đá nơi có nông bì xáy rộn dân tham mập bộ thơ mây ní bà tam rồi xác ra bọn lộp Henry Yip bà đài chìa nửa dụ bọt tập bạch phần này lúc bạch chạm đồng bọn nửa có nông bà tì cầm chia rồi bọc rộng bọn bì vầy đi APAC bà lộp Henry Yip lực lang thang sắc xích mình trâm tài chiều một đá để tới bằng hai nơi đồng vị đi dùng phố chụp lấy cái này tế tại vì có miên cả đặt ở đầm nà cá chứ mua những bài chạy cơ bà chìa đi ẩm đồn một bỏ bị vầy đi đá để nó một nơi bọt bị sao đỏ cha đại mình lọc miên bị một bốc đỏ tốt sinh kỳ chân phòng đài hỏi chụp đồng lại lũ rí rồi bỏ bị vầy đi sắc xích premium cứ đồng lại prăm mến prăm mùi quán prăm bay rồi đồ la sao toàn rích nơi khá nông mùi cường sắc xích chia bộ phết rút dân pick up côn cát hybrid đòi rùm bình châu khi giang lọ cho nơi tham một bộ phòng đời và sinh tập hiếp nâng cách ca phía bà đi thán bày tòn sắc xích chia bộ phết rút dân pick up bình châu và cứ bình châu sang lìa kỳ sinh ý mình trâm tài miên lẹ cả nạ ca phía bà đi thán thì cả bạc bộ đòi kỳ sinh xuất ở bộ nô tì bằng tay bị thêm tiền ai bắt đo nơi cả bạc bộ ban dũ tam bà dạ tham một bộ sang phòng đài sắc xích trâu ban bổng pẹt đòi bà bòn đi âm đồ smooth rồi bỏ BYD để ai chờ bà kì sinh ní xâm rạch bán nơi cả bổng pi ưu xâm mạnh cả bốn xốn khám biên bà hạt nơi bê bạc bò được khăn nông tì cổng khả nạ đại biết thất nơi khăn nông sản phẩm hiệp lời chẳng ngay nâng xung mục xâm ánh mà xin sang rồi bỏ viết bàn bắt đo nơi tham ở bộ lắng nâng phương đồng ná bàn chẳng ngay tham dịp hồng rồi dân thích áp con cách mùi bộ phía đi mình trầm tài xóm sọp xâm rạp cả thuốc đầm náu và chạm thang ngay bộ nô tì bọn tài thang thang ai dứt thuốc sẽ cầm phía bình chạy cam nâng sẽ cầm phía kháng kháu nên nếp bán thang tiệt chứ mùi nâng cầm lăng mà xin đọc lăng còn lại đại văn thông tu li nâng tuốc luôn rừng mùm xác xích ai cho bổng pinh đầm rơi ca xâm rạp càng nghiệp xìm xíng nâng tuốc ai văn chung ngôn bán giang nghị xùl bộ phân tham bộ công cát mới đi ai bật bàn bán đòi việc bán thể nì nơi cả bộ phân tham bộ bộ cọp đời bật sự tập hiệp khả nạ phê đè ví có ai cho rùm cắt bần thói ca bật chanh ưu xâm mạng là cao bốn đè thơ ai việc lại chi chùm rớt miên quân ở việc vua nơi tìm xa rùm bật chô khí nạ thạ bật giói bộ phân chắc đánh nâng cách ca phía bà rì thàn cả bạc xa là bộ rụt chút nâng từ tụ bàn ở bọt phía sau nâng phép tiện tiên phí dự cảm hợp bạc bộ rụt chút ở kỳ sinh này đòi phát tốt đâm bày ở tù sinh kỳ chút từ tụ bàn bọt phía sau phát tốt càn tài bảo xa láng chư mùi nâng tham hợp bộ đọc lãng khả nâng cả cực cồn đồng nạ ca bộ sạc xích đòi ca bạc xa là bộ rụt chút có trang bàn dịp chôm láng nâng khả đồng bật ca xâm phốt chụp lấy cá nây rụt chút mùi bộ phết nì phong đài ក្នុងនាមជាទីផ្សារដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ BYD កម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការរចនាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ Shark 6ឬក៏ Shark 6ដំណើរការប្រកបដោយធម្មពលនិងគុណសម្បត្តិឈានមុខគេនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា V.L និង DM ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកនៅជំរឿធ្វើដំណើរដោយធម្មពលថ្មីចម្រុះបន្ថែមទៀតហើយ Harmony Auto គឺជាអ្នកចែកចាយទូទៅនឹងតែមួយគត់របស់ក្រុមហ៊ុន BYD ប្រចាំនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងភាគីទាំងពីរ BYD និងក្រុមហ៊ុន Harmony Auto និងធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអ្នកពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់នៅផលិតផលធម្មពលថ្មីនិងសេវាកម្មដ៏ទូលំទូលាយឈានមុខគេលើពិភពលោកព្រមទាំងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅមុខតំណែងឈានមុខគេរបស់ BYD នៅក្នុងវិស័យរថយន្តធម្មពលថ្មីជាសកលថែមទៀត